mọi người, thì Tiên đã tới khách sạn rồi và hai đêm đầu tiên Tiên sẽ ở Novotel nha. Đây là nhà ăn ăn sáng và ăn trưa ở đây. Mình sẽ ăn trưa và chuẩn phòng. Ở đây thì Tiên sẽ gặp Khai Hồ nha mọi người, tại vì Khai Hồ đi trước. Tiên có việc nên là Tiên đi sau. Bây giờ thì tụi mình sẽ ăn tối nha. Tối ở cái nhà hàng gọi là Mango Tree với gia đình Tiên và Kyle. Bây giờ thì mình sẽ ăn xem là có cái gì ăn. Đây là những cái món truyền thống của Thái Lan, khá là ngon. Bây giờ mình sẽ thử. Kyle thì đã bay về Sài Gòn rồi, còn Tiên thì sẽ chơi thêm 2 ngày nữa. Tại vì Kyle đi sớm hơn Tiên mấy ngày nên là đây là view từ khách sạn nha mọi người. Đó, có quá trời building luôn. Xong rồi xa xa kia là có cái poster của Lisa. Rồi bên này là downtown của Bangkok. Tiên mới đi outlet về rồi và bây giờ sẽ chuẩn bị sửa soạn để tối nay sẽ đi ăn ở một cái nhà hàng hải sản rất là ngon ở Bangkok, cho nên là mọi người hãy đón chờ nhé. Thì Tiên đã tới nhà hàng rồi. Nhà hàng này gọi là Ministry of Craft và Tiên được các bạn recommend ở đây nên là Tiên đó nên thử. Cái vibe rất là đẹp, giá thì nó hơi cao nhưng mà tại vì nó là hải sản nên là lát nữa Tiên sẽ review đồ ăn hải sản. Tiên vừa mới ăn sáng ở khách sạn xong và Tiên sẽ đi đổ qua một cái khách sạn khác. Thì ngày mai Tiên sẽ về rồi và đêm về đêm sẽ cuối cùng ở Thái Lan. Và đây là chiếc view cho ngày hôm nay. Cửa sổ view đẹp nha mọi người nha. Bây giờ Tiên sẽ đợi lấy hành lý rồi đi xuống thôi và đi qua khách sạn mới. Ta. Tiên đã đi shopping về và đã check in khách sạn mới. Bây giờ Tiên sẽ làm room tour cho mọi người xem khách sạn Pathet nha, rất là đẹp luôn đó mọi người. Rồi đầu tiên đi vào sẽ có một bức tranh đó, bức tranh ở đây. Xong rồi sẽ đi vô walk-in closet. Ta-da! Thì đồ Tiên chưa có unpack nên là vẫn còn để ở đây. Lát nữa Tiên sẽ unpack. Hôm nay Tiên mặc một cái đầm của một cái nhãn hàng Tiên bán ở trong The Space, một cái đầm bầu. Rồi xong, đây là kiểu để giày dép. Dép thì Tiên đang mang dép ở Pattaya rồi. Ở đây sẽ có một cái gương để check outfit nữa. Tiên rất là thích những cái khách sạn mà rất là nhiều gương. Rồi tiếp theo là sẽ là tới cái bathroom. Thì bathroom ở đây nó sẽ có một cái
một cái điêu khắc ở đây rất là đẹp nha mọi người. Xong sẽ có một cái bồn tắm. Và tiếp tục là gương. Thì ở đây mình sẽ có hai chai nước chuẩn bị sẵn cho mình nha. Rồi đây là tất cả các đồ dùng ở đây thì họ đang sử dụng của Le Labo nha mọi người, rất là đẹp. Trong này sẽ là shower room. Đó, shower room. Rồi đây là những cái vanity của họ nè. Rất là đẹp. Rồi trong này sẽ là toilet. Có nghĩa là toilet nó sẽ riêng nha, toilet nó sẽ đối diện. Đây nó sẽ bên này, bên trong này có cái gương ở đây. Đó. Rồi tới cái phòng. Thì căn phòng ngày hôm nay Tiên đặt là một cái căn phòng góc, cho nên là mọi người sẽ thấy cái window nó rất là to như thế này. Nó to lắm. Xong rồi nó có một cái bàn làm việc. Đó. Một cái ghế. Đây và cái giường ngủ tối nay của Tiên. Thì giường ngủ này sẽ là king size, nó rất là to và ở đây nó rất là nhiều tranh. Yay. Thì tối hôm nay á, là Tiên sẽ đi ăn một cái nhà hàng One Michelin Star đầu tại Thái Lan. Đây là lần đầu tiên Tiên ăn một cái nhà hàng One Michelin Star tại Bangkok. Nên là Tiên rất là hứng thú, cho nên là rất là excited để đến tối nay để đi ăn. Rồi còn bây giờ Tiên sẽ nghỉ ngơi một chút và sửa soạn để tối nay mình sẽ đi ăn nha.